Đại tá Tư lệnh Lữ đoàn Dù và 40 binh sĩ bị trúng hỏa tiễn do Mỹ cung cấp. Như chúng tôi đã đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong bản báo cáo sáng Chủ nhật 26 tháng 6 rằng các lực lượng Ukraine đã phá hủy hàng loạt các cơ sở chỉ huy của Nga ở Donbass. Trong đêm thứ Sáu, 24 tháng 6, sở chỉ huy của lực lượng Dù của quân đội Nga đã bị tấn công bằng hệ thống HIMARS. Một lượng đáng kể thiết bị và vũ khí đã bị phá hủy trong cuộc tấn công, đồng thời mang lại nhiều thương vong cho lực lượng đối phương. Một trong những chỉ huy của Sư đoàn Dù 106, Đại tá Andrei Vasiev, tư lệnh Lữ đoàn Dù 137, đến từ Tula, đã bị loại khỏi vòng chiến. Tờ The Sun cho biết thêm các chi tiết sau. Đại tá Andrei Vasiev, năm nay 49 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào đêm thứ Sáu. Cùng thiệt mạng với ông còn có 40 binh sĩ dù của cùng đơn vị. Ông là tư lệnh Lữ đoàn Dù 137 thuộc Sư đoàn Dù 106. Ông đã kết hôn và có một cô con gái. Ông đã được trao tặng huân chương dũng cảm của Nga và một số các danh hiệu khác. Đại tá Andrei Vasiev là sĩ quan cấp tá thứ 56 bị tử trận. Sĩ quan cấp tá thứ 55 bị thiệt mạng là Trung tá Sergei Gondorov, 51 tuổi. Ông lái một chiếc trực thăng Mi-35 bay rất thấp để tấn công vào các binh sĩ Ukraine, khiến họ phải nằm rạp xuống đất tránh đạn. Tuy nhiên, khi chiếc trực thăng vừa bay qua, một binh sĩ Ukraine đã dũng cảm đứng dậy, bắn theo một hỏa tiễn đất đối không di động. Chiếc trực thăng của Sergei Gondorov bị trúng hỏa tiễn nhưng vẫn cố bay được một đoạn trước khi lao qua một dải rừng hẹp và rơi trên một cánh đồng, đắm chìm trong một quả cầu lửa khổng lồ. Một chiếc trực thăng thứ hai của Nga bắn pháo sáng để kêu gọi quân bộ binh Nga tiếp cứu trước khi chuồn thẳng một mạch. Putin cũng đã mất ít nhất 11 tướng. Phản ứng của các nhà lãnh đạo G7 về vụ pháo kích vào siêu thị Kremenchuk. Các nhà lãnh đạo G7 tuyên bố, chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Nga kết thúc cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa. Các nhà lãnh đạo G7 đã đưa ra một tuyên bố về vụ tấn công hỏa tiễn của Nga vào một trung tâm mua sắm ở Kremenchuk, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Chúng tôi, những nhà lãnh đạo của G7, long trọng lên án vụ tấn công ghê tởm vào một trung tâm mua sắm ở Kremenchuk. Chúng tôi đoàn kết với Ukraine, thương tiếc những nạn nhân vô tội của cuộc tấn công tàn bạo này. Các cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường vô tội đã cấu thành tội ác chiến tranh. Tổng thống Nga Putin và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Hôm nay, chúng tôi nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với Ukraine khi đối mặt với sự xâm lược của Nga. Một cuộc chiến được lựa chọn một cách phi lý đã diễn ra trong 124 ngày qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính, nhân đạo cũng như quân sự cho Ukraine trong thời gian cần thiết. Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Nga kết thúc cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa đối với Ukraine. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố Nga phải trả lời vì cuộc tấn công hỏa tiễn cướp đi những sinh mạng vô tội. Bộ Ngoại giao Pháp vừa ra tuyên bố rằng Nga phải trả lời về vụ tấn công hỏa tiễn vào trung tâm mua sắm sầm uất ở Kremenchuk, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 56 người bị thương. Nga phải trả lời vì những hành vi này. Pháp ủng hộ cuộc chiến chống lại sự trừng phạt ở Ukraine, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố. Với ít nhất 13 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào trung tâm mua sắm ở Kremenchuk, đã có hơn 40 báo cáo từ bạn bè và gia đình của những người chưa được xác nhận. Ít nhất 40 người vẫn mất tích. Ít nhất 8 thường dân thiệt mạng ở Lysychansk. Một cuộc tấn công khác cũng bằng hỏa tiễn của Nga đã khiến ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 21 người bị thương ở Lysychansk, Reuters đưa tin. Serhii Gaidai, thống đốc bang Luhansk cho biết trên Telegram, hôm nay, khi những người dân thường lấy nước từ một bể chứa nước, người Nga đã nhắm vào đám đông. Tổng thống Moldova thăm các thị trấn nơi xảy ra các cuộc tàn sát người Ukraine. Tổng thống Moldova cho biết trong chuyến thăm Ukraine rằng đất nước của bà là mong manh và dễ bị tổn thương và cần được giúp đỡ để duy trì một phần của thế giới tự do. 4 ngày sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh Âu Châu quyết định chấp nhận Ukraine và Moldova làm ứng cử viên thành viên,
Tổng thống Maya Sandu đã đến thăm ba thị trấn nơi Ukraine cáo buộc lực lượng Nga thực hiện hành vi tàn bạo, theo Reuters. Điều này lẽ ra không nên xảy ra, và bạn biết đấy, thật đau lòng khi chứng kiến những gì chúng ta nhìn thấy ở đây và nghe những câu chuyện. Cô nói ở Bucha, ngoại ô Kyiv, kêu gọi bất cứ ai phạm tội tàn ác phải bị trừng phạt. Tổng thống Moldova Maia Sandu đã lắng nghe thị trưởng Bucha Anatoly Fedoruk tại khu vực thành phố có một ngôi mộ tập thể. Sandu cho biết, Moldova, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ với 2,6 triệu dân, có biên giới với Ukraine, muốn xác định tương lai của chính mình. Bà nói, Moldova là một quốc gia mong manh và dễ bị tổn thương. Ukraine và Moldova cần sự giúp đỡ. Chúng tôi muốn cuộc chiến này dừng lại. Sự xâm lược của Nga đối với Ukraine phải được chấm dứt càng sớm càng tốt. Chúng tôi muốn được mãi mãi là một phần của thế giới tự do. Khu vực Lykhai-Chanitia của Moldova có một đơn vị đồn trú của quân đội Nga được triển khai tới đó và nằm giữa phía đông của Moldova và phía tây nam của Ukraine. Sandu cũng đã đến thăm các thị trấn Borodyanka và Ivryn trong chuyến đi của mình, và sau đó hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Lithuania cho biết họ đã bị tấn công mạng. Trung tâm An ninh mạng quốc gia Baltic cho biết trong một tuyên bố rằng trang web của Bộ Quốc phòng Lithuania đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc tấn công mạng. Từ chuyên môn gọi là DOS Attack để mô tả trường hợp một website bị truy nhập đồng loạt với số lượng lớn gây ra tình trạng từ chối dịch vụ. Rất có thể các cuộc tấn công với cường độ tương tự hoặc lớn hơn sẽ tiếp tục trong những ngày tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng và tài chính. Trung tâm cho biết như trên và nói thêm rằng các mạng an toàn được sử dụng bởi các tổ chức nhà nước cũng nằm trong số những mạng bị ảnh hưởng. Reuters đưa tin rằng nhóm hacker Nga Clearnet đã lên tiếng nhận trách nhiệm và nói rằng cuộc tấn công là để trả đũa việc Lithuania ngăn cản việc vận chuyển hàng hóa của Nga qua lãnh thổ của mình vào vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga. Diễn biến này xảy ra sau khi các thành viên Quốc hội Nga yêu cầu Putin tuyên chiến với Lithuania vì cho rằng nước này đã phong tỏa giao thông đường bộ giữa Nga và Kaliningrad, một thành phố của Nga lọt thỏm giữa Ba Lan và Lithuania, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Nga. Tuần trước, Lithuanian Railways, công ty đường sắt thuộc sở hữu nhà nước, thông báo với Nga rằng, bắt đầu từ nửa đêm ngày 18 tháng 6, các chuyến tàu trung chuyển chở hàng hóa bị Liên hiệp Âu Châu trừng phạt sẽ không còn được phép đi qua. Đáp lại, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng, quyết định này là chưa từng có tiền lệ và là bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Joseph Borrell, Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu cho biết việc vận chuyển đường bộ giữa Kaliningrad và các vùng khác của Nga đã không bị cấm. Ông nói, việc vận chuyển đường bộ giữa Kaliningrad và các vùng khác của Nga không bị dừng hay bị cấm. Không có sự phong tỏa nào. Quá cảnh của hành khách và hàng hóa vẫn được tiếp tục. Borrell cho biết, Lithuanian đã không áp dụng bất kỳ hạn chế đơn phương nào và chỉ áp dụng các biện pháp trừng phạt đã được Liên minh Âu Châu đưa ra. Cáo buộc rằng Lithuania đang thực hiện các biện pháp trừng phạt Nga một cách đơn phương là sai sự thật, tuyên truyền thuần túy, ông nói. NATO âu lo về sự bành trướng và liên kết sâu đậm với mặt tư khoa của Bắc Kinh. Các nhà ngoại giao NATO đang vật lộn tìm cách giải quyết mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Trung Quốc với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine của mặt tư khoa. Cả hội nghị thượng đỉnh của các nền dân chủ công nghiệp giàu có G7 hiện đang diễn ra ở Đức và hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra sau đó sẽ xem xét xu hướng ngày càng tăng của Trung Quốc nhằm linh hoạt ưu thế địa chính trị và sức mạnh kinh tế ở nước ngoài. Các quan chức Mỹ cho biết, khái niệm chiến lược mới sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Madrid vào thứ Tư và thứ Năm. Đây là sự kiện đầu tiên trong thập kỷ của khối và sẽ giải quyết các mối đe dọa ngày càng tăng do Nga gây ra, và lần đầu tiên là Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hôm Chủ nhật, một quan chức Tòa Bạch Ốc bày tỏ tin tưởng rằng
Tài liệu này sẽ bao gồm những ngôn từ mạnh mẽ đối với Trung Quốc, nhưng cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Madrid trong ngày 29 và 30 tháng 6. Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 hôm thứ Hai, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên rằng tài liệu chiến lược của NATO sẽ nói theo những cách chưa từng có về những thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Ngoài ra, các nhà đàm phán cũng đang điều chỉnh các mô tả mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga. Cộng hòa Tiệp và Hung Gia Lợi phản đối mạnh mẽ cụm từ hội tụ chiến lược để định nghĩa mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ các nhà lãnh đạo G7. Các nguồn tin chính phủ Mỹ thông báo rằng Washington có kế hoạch thông báo ngay trong tuần này rằng họ đã mua một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đất đối không tiên tiến của Na Uy cho Ukraine. Thông báo về việc mua NASAMS sẽ đáp ứng một trong những yêu cầu quan trọng từ Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đã cảnh báo các thành phố quan trọng của mình không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga, bao gồm cả những trận mưa hỏa tiễn xuống thủ đô Kyiv hôm Chủ nhật. Cuộc gặp của Zelensky với các nhà lãnh đạo G7 không được chiếu trước công chúng. Ông có thể được nhìn thấy trên màn hình TV cạnh bàn tròn, nơi các nhà lãnh đạo ngồi tại địa điểm tổ chức hội nghị. Nhưng trong bài phát biểu qua đêm với người dân Ukraine, ông nói rằng đất nước cần một hệ thống phòng không mạnh mẽ, hiện đại và đầy đủ hiệu quả, có thể bảo vệ hoàn toàn trước các hỏa tiễn như vậy. Hệ thống phòng không sẽ là một trong nhiều cam kết hỗ trợ quân sự, bao gồm đạn pháo, sẽ được trao cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh G7 do Đức chủ trì ở Bavaria hoặc tại hội nghị thượng đỉnh quốc phòng của NATO ở Madrid sau đó. Một quan chức Mỹ cho biết, các nhà lãnh đạo G7 đã theo đuổi việc đặt ra giá giới hạn đối với dầu mỏ của Mạc Tư Khoa và tăng mức thuế mới đối với hàng hóa của Nga. Nhà sách Từ Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Phan Thanh Giảng và vụ án Phan Lâm Mãi Quốc, Triều Đình Khí Dân. Cuốn sách là công trình nghiên cứu của tác giả Winston Phan Đào Nguyên. Ông Winston Phan Đào Nguyên là luật sư tiểu bang California và liên bang Hoa Kỳ từ năm 1990. Ông tốt nghiệp danh dự văn bằng cử nhân khoa lịch sử tại Đại học UCLA năm 1987 và bằng tiến sĩ luật khoa học tại Đại học UC Berkeley năm 1990. Winston Phan Đào Nguyên đã viết hai bài nghiên cứu với chủ đề Minh Oan cho Bi Trích Trương Vĩnh Ký và câu Ở với họ mà không theo họ, Bi Trích Ký và Bi Trích Ký, chuyện một lá thư mạo danh Trương Vĩnh Ký vào thế kỷ 19. Tác phẩm Phan Thanh Giảng và vụ án Phan Lâm Mãi Quốc, Triều Đình Khí Dân của tác giả Winston Phan Đào Nguyên hiện đang được bán tại nhà sách Từ Lực 14318 Rooker Street, thành phố Garden Grove, CA 92843 USA, điện thoại 1-888-204-7749 và 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Từ Lực là tulực.com.